Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quả báo việc nuôi chim trong lồng, cá trong chậu. Chúng ta đừng nuôi chim trong lồng, cá trong chậu vì vừa tạo nghiệp vừa phản thiên nhiên. Có người biện minh cho việc nuôi chim, cá của mình là để nghe tiếng hót vui tai, được nhìn đàn cá bơi lội cho vui mắt và ở nơi có khung cảnh thiên nhiên. Thực ra, đó là việc làm phản thiên nhiên, vì với chim cá còn gì tự nhiên hơn, sung sướng hơn khi được tung bay dưới bầu trời tự do, được tung tăng bơi lội giữa dòng nước mát lành. Đó mới chính là môi trường, là thiên nhiên của chúng. Nếu cứ tạo môi trường thiên nhiên cho mình bằng cách tiêu diệt sự tự nhiên của loài vật, con người sẽ tạo tội. Sau này đôi khi không có tội gì cũng bị ở tù một cách oan uổng. Đó là quả báo do kiếp trước nuôi chim trong lồng, cá trong chậu. Ha ha ha, 问什么的说呵。